ai nấu món này? Chị nấu đấy. Nấu nướng thế này bảo sao đến giờ vẫn chưa có người yêu. Eo ơi, nó tanh. Eo ơi, nó tanh. Ai nấu đây? Món này bác làm. Ôi giời ơi, bác ơi, bác rảnh rỗi ở nhà thì không trau dồi kỹ năng nấu ăn đi. It's for you. It's all for you. Em ơi, em. Gì đấy? Dậy ăn cơm đi, mẹ dọn ra rồi. Đang nghe nhạc mà. Mẹ gọi ra ăn cơm rồi. Để anh cắt cho. Cả nhà. Con xin lỗi, con quên mất. Con cứ mãi chơi điện thoại mà không để ý. Bác bạn nấu cơm xong rồi à? Không sao đâu. Thôi, con ăn đi. Wow. Lâu lắm rồi con chưa được tận hưởng một cái không khí ấm cúng gia đình như ở đây ấy ạ. Ở nhà con ấy, bố mẹ con cứ đi công tác nước ngoài suốt thôi. Con cứ ăn cơm ở nhà một mình ấy, với cả mấy bà giúp việc. Chết đi được. À, thế từ giờ trở đi cứ sang đây ăn cơm với gia đình cho vui nhá. Thật á? Wow, nhìn bữa cơm ngon thế này, con phải thử xem thế nào mới được. Ra tự nhiên đi. Món này nhìn ngon nha. Em sao đấy? Bác ơi, cái món này trông thì hấp dẫn thật đấy, thế nhưng mà cái mùi vị nó con không thể tài nổi. Nó kinh khủng quá bác ạ. Nó không ra một cái gì. Ai nấu món này? Chị nấu đấy. Chị nấu ấy hả? Eo ơi, con gái con đứa. Nấu nướng thế này bảo sao đến giờ vẫn chưa có người yêu. Nhưng mà thôi, không sao. Con chắc là cái món này cũng không hợp khẩu vị con thôi. Chứ không ăn được món nọ thì phải ăn được món kia đúng không? Ừ. Để xem nào. Cái món này là món gì đây? Đây là món gì ạ? Cái món gì? Cá nướng. Cá nướng à? Nhỏ. Sao con cá gì mà bé vậy ta? Bác ơi, cá này chắc là chỉ cho gia súc, gia cầm ăn thôi chứ người ăn gì cá này. Thôi, con thử miếng xem thế nào. Eo, nhưng mà con thấy chắc cũng không ngon lắm đâu. Eo ơi, nó tanh. Eo ơi, nó tanh. Ai nấu đây? Món này bác làm. Ôi giời ơi, bác ơi, bác rảnh rỗi ở nhà thì không trau dồi kỹ năng nấu ăn đi. Thả bác bận rộn như bố mẹ con đi nước ngoài thì không nói làm gì. Đằng này bác ở nhà bác rảnh rỗi, mà bác cũng tầm tuổi cái mấy cái bà giúp việc nhà con ấy, mà nấu ăn như này ấy, làm giúp việc cũng không nên. Thật. Anh cứ hẩy cái gì? Người em đã dễ tím rồi, cứ véo hết chả hỏi. Mày thích cả người. Thế chắc ở nhà con hay nấu ăn lắm nhỉ? Kinh nghiệm như vậy thì chắc nấu ăn ngon. À không, con có bao giờ con phải động chân động tay vào mấy cái này đâu. Con không nấu bao giờ, nhưng mà con thẩm được. Con ăn là con biết, nhưng mà thôi con thấy là con không ăn được món gì ở đây cả. Con chỉ phép con ra ngoài ghế con ngủ. Tí con đặt đồ ship này con ăn. Tất cả nhà ra tự nhiên đi nhá. Không phải đợi em. Đây. À thôi mẹ với chị ăn đi. Kệ cô ấy. Con mời mẹ. Mời chị. Chị Đào này, người yêu mày tính tình kiểu gì đấy? Con gái con đứa mà chả có ý tứ gì cả. Rõ ràng là nhà có điều kiện,
mà cư xử cứ như cái đứa vô học ấy. Mà cũng chả biết là có điều kiện thật hay không. Đúng rồi, mèo mùa mà, khó chịu thật chứ. Thật ra thì người yêu em ở nhà được chiều quen rồi nên tính khí như vậy đấy. Chị đừng giận nhá, có gì em nói người yêu em sẽ từ từ. Thôi được rồi, đi ra ngoài đi, chị vào gọt hoa quả. Vâng. Tứ một chút chứ. Mẹ với chị nấu ăn rồi, thêm gọt hoa quả đi, kiếm việc gì mà làm đi chứ. Mẹ với chị nấu thì mẹ với chị tự ăn, em ăn được cái miếng nào mà em phải rửa. Hai đứa ăn hoa quả đi. Chị ơi, cái cam này là có phải cam nó em mua sang không nhỉ? Hay là cam trong tủ lạnh nhà mình? Cam em mua sang đấy. Thế còn được. Cam em mua ấy, nó là cam đắt tiền. Chứ còn mấy cái loại cam ở ngoài chợ ấy, toàn phun thuốc sâu em không ăn được đâu. Còn uống nước đi. Rồi, cái gì này? Sao lại lạnh thế này? Bác nghĩ là hôm nay là trời nóng cho nên là bác lấy cốc nước mát, con uống cho mát. Bác có biết ý, là cháu rất là nhạy cảm với cái đồ lạnh không? Cháu chỉ cần dính một tí lạnh thôi là cháu đã buốt hết răng rồi. Buốt hết răng là ngày mai không ăn uống được gì. Mà nhá, bác làm cái gì bác phải hỏi cháu một câu. Sao bác cứ tự tiện thế? Một loại vô duyên mà. Em vừa nói cái gì đấy? Anh thử nhìn lại mẹ anh xem, không phải là vô duyên à? Nấu cơm không xong, nhờ đi lấy cốc nước cũng không nên hồn thì làm được cái gì? Ôi, nhà anh cái kiểu này nếu lấy về em chỉ có khổ thêm thôi. Này em, từ nay đến giờ là chị nhịn em lắm rồi đấy nhá. Em là cái quái gì mà em dám nói với mẹ chị như vậy? Cái gì? Lại thêm một người vô duyên nữa. Mà chị giãn giãn cái cơ mặt ra, khó đăm đăm như thế thì bảo làm sao mà không lấy được chồng? Em thôi ngay đi. Từ nãy đến giờ ấy, anh nhịn em là một sự thể diện cho em. Còn em xem, càng ngày em càng quá đáng. Anh không thể chấp nhận được cái thái độ và hành động của em trước gia đình anh như vậy đâu. Cái gì? Anh vừa nói cái gì cơ? Anh nói cho em biết, nhà em có giàu có, em có là tiểu thư cành vàng lá ngọc thì đấy là việc nhà em. Còn em sang nhà anh, em phải cư xử cho đúng mực vào, giống người có học thức vào. Em xem đi, xem cái cách cư xử của em đi, có khác nào người vô học không? Anh dám ăn nói với tôi như thế? Anh nói như thế, tôi nói với anh này, tôi sẽ chia tay anh. Câu đó không cần phải nói đâu, anh sẽ chủ động chia tay em. Em nghĩ lại xem, gia đình anh háo hức, tất bật, chuẩn bị cơm nước mời em sang ăn, đối lại được cái gì? Cái thái độ của em như thế nào? Em chê hết cái nọ, chê đến cái kia. Đỉnh điểm là em còn xúc phạm mẹ anh, xúc phạm chị anh. Anh không thể nào mà chấp nhận được. Này, tôi nói cho anh biết, tôi yêu anh ấy là phúc phận 70 đời cho nhà anh rồi. Còn anh đang làm việc cho tập đoàn nhà tôi đấy. Tôi sẽ bảo bố tôi đuổi việc anh ngay lập tức. Không cần gia đình em phải đuổi, anh tự nghỉ việc. Anh không muốn dây dưa gì đến cái gia đình nhà em hết. Công việc của anh tự đi lên bằng năng lực của mình. Anh không thể nào chấp nhận được một người thiếu tôn trọng gia đình anh như vậy. Còn bây giờ ấy, anh mời em ra khỏi nhà anh. Được. Anh nhớ mặt tôi đấy. Đã nghèo lại còn không biết thân biết phận. Này, chị không hiểu tại sao mà trước đây mày lại yêu được con bé đấy đấy. May là nhìn ra bộ mặt thật của nó sớm đấy nhá, chứ không mà cưới nó về thì đúng là mang nghiệp mà.